10 người mẫu chuyển giới nổi tiếng trong làng thời trang. Ngành công nghiệp thời trang nay cởi mở hơn, đón nhận sự xuất hiện của loạt người mẫu chuyển giới nổi tiếng sau hàng thập kỷ phủ nhận sự tồn tại của họ. 1. April Ashley. Người chuyển giới có một lịch sử lâu đời và phức tạp trong giới thời trang. Từ những năm 1960, April Ashley vốn là một người mẫu đồ lót nổi tiếng ở Vogue. Tuy nhiên, danh tiếng của bà nhanh chóng lụi bại sau khi một tờ báo Anh tiết lộ rằng Ashley là chuyển giới nữ. Hiện nay, làng mốt dường như đã cởi mở hơn với những tiêu chuẩn đẹp được mở rộng ở mọi giới tính và kích cỡ cơ thể. Trong ảnh, người mẫu chuyển giới April Ashley chụp năm 1964 và năm 2015. 2. Hunter Schafer. Sự nghiệp của Hunter Schafer bắt đầu kể từ khi cô ký hợp đồng với tập đoàn người mẫu Elite năm 18 tuổi. Chỉ sau vài tháng, Schafer tự tin sải bước tại các sàn diễn của Dior, Hermes Lang và Miu Miu. Năm 2019, cô được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia series phim đình đám của HBO mang tên Euphoria. Tôi vẫn chưa quen việc mình nổi tiếng tới mức này. Gần đây, tôi nhận được một số tin nhắn từ cộng đồng người chuyển giới. Họ rất vui mừng khi vai diễn của tôi đại diện cho cộng đồng trong series phim. Schafer chia sẻ. 3. Valentina Sampaio. Năm 2017, Valentina Sampaio gây chú ý với báo giới khi trở thành người mẫu công khai chuyển giới đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Paris. Sau đó, cô tiếp tục là gương mặt đại diện cho Vogue Brazil và Đức. Năm 2019, Sampaio tiết lộ rằng cô đang làm việc với hãng Victoria's Secret, mặc dù giám đốc marketing của công ty này mới tuyên bố không thuê người mẫu chuyển giới cách đó không lâu. 4. Nathan Westling. Năm 2015, Nathan Westling dấn thân vào sự nghiệp người mẫu và nhanh chóng trở thành gương mặt nữ sáng giá trong ngành. Cô làm việc với loạt các thương hiệu lớn như Marc Jacobs, Versace, Prada và Chanel. 4 năm sau, cô tuyên bố sẽ chuyển giới. Dường như tôi đã sống trong vỏ bọc quá lâu rồi, khi được thoát khỏi chiếc vỏ đó, tôi không cần phải cố gắng gồng mình trở thành một ai đó không phải tôi, Westling chia sẻ. 5. Andreza Pejic. Andreza Pejic vốn nổi tiếng với vẻ đẹp lưỡng tính và từng xuất hiện duyên dáng trên bìa tạp chí Elle. Năm 2014, người mẫu lai hai dòng máu, Bosnia và Australia, tuyên bố sẽ thực hiện phẫu thuật chuyển giới và xác nhận lại giới tính của mình là nữ. Tuy nhiên, sự nghiệp của Pejic không dừng lại ở đó. Cô nhanh chóng trở thành người mẫu chuyển giới đầu tiên được Vogue giới thiệu trên tạp chí, đồng thời làm gương mặt đại diện cho một chiến dịch quảng cáo mỹ phẩm lớn. 6. Lena Bloom. Lena Bloom bắt đầu sự nghiệp người mẫu cùng thời điểm cô công khai là một người chuyển giới. Đó là vào năm 2014 khi cô chụp ảnh bìa cho tạp chí Candy nhằm tôn vinh những phụ nữ chuyển giới. 3 năm sau, Bloom tự tin sải bước tại tuần lễ thời trang New York năm 2017. Cùng năm đó, cô xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Ấn Độ. 7. Chalamet. Chalamet bất ngờ nổi tiếng vào năm 2017 sau video ghi lại quá trình chuyển giới cùng những câu chuyện xung quanh cuộc sống khiếm thính của anh đăng tải trên YouTube. Sau đó, anh ký hợp đồng người mẫu với tập đoàn người mẫu IMG, danh giá. Mới đây, Men được chọn vào vai diễn Jerry Joe, một siêu anh hùng khiếm thính trong bộ phim truyền hình Titan. Tôi chưa từng nghĩ tới việc trở thành người mẫu bởi tôi chưa từng thấy mình ưa nhìn. Nhưng hóa ra, vẻ đẹp thực sự được tạo bởi sự tự tin, mạnh mẽ và một trái tim trong sáng, anh nói. 8. Teddy Quinlivan. Năm 2015, giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton, Nicolas Gheeckeux, phát hiện viên ngọc thô Teddy Quinlivan. Từ đó, sự nghiệp người mẫu của cô phất lên như diều gặp gió. Cô sải bước trên sàn diễn của cả hai nhà thiết kế đình đám, Davon Furstenberg và Jeremy Scott. 2 năm sau, Quinlivan tiết lộ với công chúng rằng cô là một chuyển giới nữ. Sau khi tôi phẫu thuật vào năm 16 tuổi, tôi sống như một người phụ nữ bình thường khác. Nếu tôi không kể, có lẽ không ai biết tôi chuyển giới. Nhờ đó, tôi được tự tin làm việc trong ngành thời trang, cô nói. 9. Les Atley. Les Atley chính thức bước chân vào ngành thời trang sau khi bức ảnh tạo dáng với đồ lót của hãng Calvin Klein của anh nổi sóng trên Instagram. Người mẫu chuyển giới nam này trở nên nổi tiếng hơn với công chúng sau khi xuất hiện trên chương trình RuPaul's Drag Race và làm người mẫu cho một chiến dịch quảng cáo của Dior. Đã từ lâu chúng ta được dạy rằng đàn ông thì không được phép nữ tính. Tuy nhiên, tôi lại coi đó là một điểm nhấn làm hoàn thiện con người hơn. Hãy cứ là chính mình nhé, Ashley chia sẻ. 10. Mimi Tao. Năm 2019, Project Runway mùa thứ 17 chào đón Mimi Tao, người mẫu chuyển giới đầu tiên xuất hiện tại chương trình. Tao được sinh ra ở Thái Lan và vốn được đào tạo để trở thành một tu sĩ Phật giáo. Tới khi cô nhận ra con người thật của mình, Tao quyết định phẫu thuật chuyển giới, bay sang Mỹ và ký hợp đồng với một công ty người mẫu. Tôi muốn làm thay đổi ngành nghề này, tôi muốn truyền cảm hứng tới thế hệ chuyển giới trẻ tuổi, những người có ước mơ và hoài bão.
hãy cứ gõ cửa tìm cơ hội đi, dù cửa không mở thì có ngày nó cũng phải vỡ. Cô chia sẻ trong chương trình. 11. Li Ti. Năm 2010, Li Ti trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu Givenchy với tư cách là một người công khai chuyển giới nữ. Từ đó, sự nghiệp của cô tỏa sáng, không chỉ xuất hiện trên tạp chí Vogue Pháp, mà người mẫu Brazil này làm nên lịch sử khi làm người mẫu chính cho chiến dịch quảng cáo toàn cầu năm 2014 của thương hiệu Redken nổi tiếng. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.